Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhân BB. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một cái tựa game siêu hay. Trò chơi này thực sự rất là thú vị. Chúng ta sẽ trở thành một người hùng để bảo vệ thế giới các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, cái bọn người ngoài hành tinh ý, bọn nó cử xuống những cái cỗ máy khổng lồ các bạn ơi. Và chúng ta phải có nhiệm vụ phải đi tiêu diệt những cái cỗ máy đó để bảo vệ trái đất, bảo vệ thế giới xinh đẹp của chúng ta nha các bạn ơi. Ok, và chúng ta sẽ phải hóa thân vào một người hùng. Rất hay luôn. Ok, các bạn ơi, các bạn xem nha. Nếu thích cái video của Nhân thì các bạn hãy ấn like video nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký kênh ngay để ủng hộ Nhân BB nha. Để xem được những video mới của mình nha các bạn nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trở thành người hùng bảo vệ trái đất thôi các bạn ơi. Let's go. Ok các bạn ơi, lần trước thì mình chơi cái nhân vật anh thanh niên đầu đỏ cơ bắp quần quận này các bạn ơi. Lần này thì mình sẽ mở một cái nhân vật mới, nhân vật trị đại này các bạn ơi. Trời ơi, nhân vật người hùng này nhìn có đẹp không? Bây giờ mình sẽ mở khóa cho các bạn nha. Rồi chơi mở khóa được nồi các bạn ơi. Tên là Zona các bạn ơi. Lân cấp cho chị Zona một phát. Lân cấp thêm phát nữa luôn các bạn ơi. Chị Zona bây giờ là rồi. Zona trời ơi, Zona bây giờ đã là cấp 3 rồi các bạn ơi. Rồi, tuyệt vời luôn. Bây giờ thì mình sẽ chơi thử cái nhân vật này xem nha các bạn nha. Siêu hay siêu đẹp thế này thì mình phải chơi luôn. Ok, tiếp tục. Rồi bây giờ mình chơi tới màn 2/4 các bạn ơi. Ok, let's go. Đi thôi, bắt đầu. Nè, vẫn cái khẩu súng đóng băng đó các bạn ơi. Khẩu súng này của chúng ta. Ui, map này là mà chúng ta đang ở trong rừng à. Trời đất ơi. Ui, cái gì đây? Ui, có những con quái vật nó nhấp nhô hay là cái gì? Ui, nó đắt nhiều đạn mình các bạn ơi. Ui, ghê gớm nha. Ui các bạn ơi. Nguy hiểm nha. Đây này, ở dưới những cái lùm cây này, bọn địch này bọn nó để những cái bẫy nha. Chúng ta không cẩn thận mà dắt vào những cái bẫy là toang luôn đấy các bạn ạ. Trời ơi, ghê gớm nhỉ. Ui, cái này, cái tường của nó bây giờ còn bớt 3 bẫy nữa cơ các bạn ạ. Còn một tên nữa thì sẽ tiêu diệt hắn luôn. Ui, máu nhân sẽ ít thế nhỉ. Máu nhân sẽ còn ít thế nhỉ. Sắp hết máu rồi á. Trời ơi, chị gái này á thì có máu hơi ít so với anh trai kia các bạn ơi. Trời ơi, ui. What the fuck? Gì vậy? Trời ơi, cái lửa này nguy hiểm. Ui. Khó khăn thực sự đâu các bạn ơi. Nào, mình phải nhảy lên đây. Rồi, ok, nhảy một mạch lên luôn. Ui, nhưng các bạn ơi, nhưng mà máu hơi ít. Mình bơm máu vào đã. Trời ơi, ghê gớm thật đấy. Ui, chúng ta súng được. Ui. Nhất thiết phải khỏe vậy không các bạn ơi. Những con quái vật này bọn chúng cử cả những cái con người máy này sẽ rất đáng sợ đấy các bạn ơi. Những con ruồi, con muỗi này nha, bọn chúng có thể bắn được mình nha. Ôi, ghê gớm nhỉ. Ghê gớm thật sự luôn. Ở kia thì có một cái lưỡi cưa nha. Chúng ta cẩn thận là dám một cái lưỡi cưa này là toang luôn đấy các bạn ạ. Ui, cửa sắt nha. Ui, khó thế các bạn ơi. Ui, sao mấy con này nó xuất hiện đây nhỉ. Bơm máu ngay các bạn ơi. Nhân vừa phải mất một bình máu rồi các bạn ạ. Tiếp tục chiến đấu ở đây thôi. Bọn chúng cả thật sự luôn. Bọn chúng có cử những tên lính đặc công thả dù từ trên xuống cho các bạn nha. Nhảy có cái lưỡi cưa này. Ok các bạn ơi. Ui, trời ơi, nhảy có cái lưỡi cưa phải giáp phải bẫy. Ui, khu rừng này thật sự là rất là nguy hiểm các bạn ơi. Wow, cuối cùng cũng đã qua được cái trạng này rồi. Rất khó khăn luôn các bạn ạ. Được 2 sao nha các bạn nha. Tuyệt vời ở mặt trời luôn. Trời ơi các bạn ơi. Các bạn xem thấy thích cái video của Nhân thì hãy like video nha. Để mình có thể xem được những video tiếp theo của Nhân. Và bây giờ thì trạng tiếp theo các bạn ơi. Trời ơi, khó thực sự luôn các bạn ơi. Rồi ok, tiếp tục chiến đấu rồi. Này, ui, mình sẽ nháy cái đạn này. Ui, tí nữa thì dẫm lên cái kia được các bạn ạ. Ui, trời ơi. Ui, bây giờ nó có nhiều cái chiếc quái vật nguy hiểm đó. Mình chờ cái này nó rơi xuống đã. Cái trong này nó rơi xuống thì mất nhiều máu lắm các bạn ơi. Cẩn thận nha. Cái này có đắp bom nữa kìa. Ghê gớm. Ui, không nhảy như đây à. Hay đây, phải ra đây mới nhảy được. Ok, đợi cái súng phun lửa này nó phun xong đã. Ui, cục cối. Ui, cạm bẫy bọn chúng. Ui, cạm bẫy bọn chúng để ra nhiều các bạn ơi. Trời ơi, lại gặp mấy con muỗi này. Bọn chúng này nó làm tốn máu nhân lắm các bạn ơi. Cái chỗ này mình phải nhảy thật nhanh. Ui, nhảy. Chúng ta không bị chết bởi mi đâu. Tuyệt vời mặt trời. Nhiều cạm bẫy kinh khủng. Cái trò này hay thực sự luôn các bạn ạ. Các bạn đừng quên ấn like video để ủng hộ Nhân nha. Cái cỗ máy này, mình sẽ bắn lổ cái cỗ máy này. Rồi. Trời đất ơi, thực sự là quá khủng khiếp luôn. Mấy con ruồi này bọn nó nguy hiểm. Ui giời ơi, cái viên đá nó rơi chúng ta quá này mất bao nhiêu là máu luôn. Lại cái lưỡi cưa này. Ui trời ơi, khó rồi các bạn ơi.
Ui ui ui, tôi chết rồi các bạn ơi, nhân vật rơi kia. Tôi chết rồi, tôi xuống đấy mất bao nhiêu máu đâu các bạn ơi. Cố lên, cố đi. Ui rồi xong rồi, tiêu đời rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, kinh khủng quá, cái level này quá khó luôn các bạn ơi. Trời ơi, thực sự khó thật sự luôn các bạn ạ. Trời ơi, các bạn phải like video ủng hộ mình luôn đi các bạn ơi. Trời ơi, khó rồi, bây giờ mình phải làm cách nào, bây giờ mình phải tìm cách để nâng cấp đi các bạn ạ. Nâng cấp bây giờ 4500 cơ. Bây giờ mình sẽ phải ra mình mở hòm các bạn ơi. Mình còn mấy cái hòm nữa, hy vọng là trong cái hòm này sẽ có tiền nha các bạn nha. Đây. Hòm kho báu của mình đây các bạn ơi. Rồi, mở cái rương màu xanh này trước nha. Ui, không biết có tiền không, có tiền mới nâng cấp được. Ui, nhân vật chị các bạn ơi, trời ơi, toàn ra súng rồi. Không có tiền à, trời đất ơi. Ui, 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 trời ơi, lại súng với tiền. À, được 5 túi cứu thương các bạn ơi, 5 túi cứu thương ngon. Hi hi. Đó, khi mình gần chết thì mình sẽ dùng túi cứu thương nha. Rồi, cứ 5 túi cứu thương vậy là ngon rồi. Mình mở bây giờ. Mấy nữa mình sẽ có được rất nhiều súng luôn các bạn ạ. Có áo giáp này, ui, tuyệt vời. Mở đi, thêm phát nữa đi. Còn một hòm nữa mở lốt nha. Rồi, ok. Một hòm cuối cùng, ra 5 túi cứu thương rất là ngon. Khi có túi cứu thương rồi mình sẽ sống sót được các bạn ạ. Rồi, ok, không có túi cứu thương, không sao. Quay lại và tiếp tục cái chiến dịch của chúng ta. Trời ơi, với có 2,5 thôi mà sao nó khó thế các bạn ơi. Cố lên anh em, không thể đầu hàng dễ dàng như vậy được các bạn ạ. Xem nào, súng bây giờ có thể nâng cấp được nữa không. Súng thì cũng không nâng cấp được các bạn ạ. Súng bây giờ nâng cấp cũng tốn tiền lắm. Toàn rồi, cố gắng vượt qua trận này các bạn nha. Còn 5 bịch cứu thương cơ mà. Ok, ôi trời ơi, mỗi lần chỉ được dùng có 2 bịch chứ các bạn ạ. Toàn rồi, chơi khô máu luôn đây. Nào, mấy cái tên này các mình yếu đuối thôi, nhưng mà chủ yếu là những cặp bẫy các bạn ạ. Với những cái kiểu súng lửa của bọn chúng ấy nó nguy hiểm dã man luôn các bạn ạ. Cái này đáp bom mình này. Đấy, súng lửa này nó nguy hiểm phết đấy. Ui, ui đấy, cái quả đen rơi đấy rất nhanh mà, vừa nói xong nó rơi luôn, bắt vào đầu luôn. Mấy con búa này thì mình sẽ tiêu diệt bọn nó luôn, không cho bọn chúng trả trứng đâu các bạn ạ. Có súng phun lửa đây. Ok, súng phun lửa. Ui, súng phun lửa mạnh lắm các bạn. Ui, trời ơi, giờ mình, trời ơi các bạn này hỏng rồi, cái này hồi máu á. Mình đang nhiên định có thể bị rơi xuống đấy được nhỉ. Trời ơi, ngu học quá các bạn ơi. Súng phun lửa này xịn phát là của nó tiêu đời đúng không các bạn. Súng này mạnh thật, chắc là mấy nữa thì mình sẽ phải mua khẩu súng này thôi các bạn ạ. Phun lửa chết hết bọn nó đi. Ui, súng phun lửa, có súng phun lửa thì mình có thể vượt qua rồi nhá. Phun lửa thì mình sẽ phun tiêu hết bọn nó luôn. Rồi, hay, nhưng mà cái súng phun lửa này cần phải nạp đạn nha. Đấy, chưa thì chết đạn đấy. Ôi, nguy hiểm này, ta phun mình luôn, tiêu đời luôn. Rồi, cố lên, không biết có, ui, qua màn các bạn ơi. Ui, khó quá, trời ơi, khó quá. Trời ơi, cái gớm mình sẽ được mở nhá. Ui, mở được X5 cái khẩu súng này nữa các bạn ơi. Được, không sao, cố lên tiếp tục. Tiếp tục cái nhà vờ tiếp theo. Đây này, tới cái nhà vờ 26 này. Bây giờ mình sẽ chơi nhà vờ 26, xong 27, 28. Và cùng sẽ đến cái thằng boss khổng lồ này nha các bạn nha. Các bạn nhớ theo dõi mình. Khi nào chơi với tên khổng lồ, cái chơi với hay các bạn ơi. Cái bọn robot đấy. Ui, lần này chúng ta lại chơi vách đá các bạn ơi. Ui, có con gì đấy các bạn ơi, con dết các bạn ơi. Ghê gớm, chúng ta lại có súng lửa rồi. Ui, trực thăng nhá, trực thăng nữa kìa. Ghê gớm cả, ui, what the fuck. Quay cả trực thăng luôn các bạn ơi. Ui, làm sao bắn nổ cái trực thăng này. Mình sẽ cho cái trực thăng này tiêu đời các bạn ạ. Ui, sao lắm đi, lắm tên lửa đi. Bắn hạ gục mấy cái tên lửa này đã. Ok các bạn ơi. Ui, trực thăng, ui. Trời ơi, mình sẽ gọi cứu viện của mình ra. Cứu viện mình đâu? Trời ơi, cứu viện mình đâu rồi? Thần cứu viện này chưa thấy. À, có lá chắn các bạn ơi. Này sẽ đây. Ui, trời ơi, đen đuổi đây. Con này thì kiểu nó lừa hay sao các bạn ơi. Đúng ở chỗ này chứ. Chỗ này là cái bẫy. Trời ơi, thôi toang rồi. Cay quá các bạn ơi. Mình sẽ chơi lại cái level này. Mình sẽ chơi lại cái level này. Mình chắc tin là ván này chắc chắn mình sẽ qua được. Các bạn cứ yên tâm, chơi lại. Ngoài mình quên trốn hồi máu, bây giờ mình sẽ hồi máu. Hơi khó các bạn, nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng thôi.
khó vậy, chơi nó mới thích chứ không các bạn. Dễ thì lại đơn giản quá, mình sẽ bắn tiêu diệt mấy này. Con bọ này, con bọ này, con bọ này, con bọ này. Ui mày quá, nó rơi xuống kia nha. Rồi ok. Lần này mình đi ở bên dưới các bạn ơi, khôn rồi. Không đi bên trên nữa. Nhưng mà mình sẽ phải bắn nổ cái trực thăng này. Mình ghét cái trực thăng này nữa các bạn. Rồi, bắn nổ tên này á, tên này cũng nguy hiểm lắm đấy này. Ui, cái... ui. Con đây, con đây, con đây, con đây. What the fuck. Các bị ui ui giời ơi, nhiệm vụ của mình là tiêu diệt cái trực thăng này các bạn ạ. Được rồi bật cái lá chắn lên đó, tàng hình một lúc các bạn nhá. Trực thăng đâu ui giời ơi, trực thăng tiêu diệt cái trực thăng này, ta sẽ tiêu diệt được đi rồi, mình cứ bình tĩnh. À ôi ok, nổ được cái trực thăng ấy rồi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, nổ cái trực thăng rồi, cứ đi tiếp được sao ấy. Trời đất ơi, căng quá đấy thôi. Tên này mình rơi xuống vực đi. Ui ui, hồi máu. Ui giời ơi, phải hồi máu rồi, mình vừa dùng hồi máu các bạn ơi. What the fuck, cái gì đây? Ui cái tên lửa. À, tên lửa nó sẽ rơi vào đấy các bạn nha. Ui fuck, vãi cái lắm tên lửa. Trời đất ơi. Được đấy, tạm đứng đây tạm bắn cam đi thôi. Tên lửa này rơi vậy ai mà chịu được. Ui tên lửa. Ui, nó sẽ đặt công phải ra, nó nhảy dùng các bạn nha. Ui tên lửa. Ui thật rồi, bây giờ tên lửa đấy nhỉ, tên lửa rơi tứ lung tung rồi các bạn ạ, đứng cạnh cũng mất máu luôn, lại lấy con lưỡi rẻ này, cho nó hồi máu thôi, không biết có qua được cái chỗ này không, mà sao nó khó khăn vậy, trời ơi, ui nhân này cố gắng chơi hết sức mình rồi các bạn, bay nhảy tứ lung tung luôn, rồi con muỗi này sao bây giờ nó trâu thế, rồi ok qua. Qua màn rồi các bạn ơi, trời ơi, nhân hứa với các bạn là qua màn, oh yeah. Wow. Vãi cả khó luôn các bạn ơi. Ui giời ơi. Căng. Rồi, ok các bạn ơi, thì cái video của Nhân xin được tạm dừng tại đây nha. Các bạn nếu thấy hay, hãy ấn like video và đăng ký kênh nha, ủng hộ mình nha. Và mình sẽ chiến đấu với tên robot khổng lồ ở cái màn tiếp theo nha các bạn nha. Ok, rồi hẹn gặp lại các bạn với những video tiếp theo của mình.